Và khi mà em bước ra, em nói là anh mà gặp được em, anh sẽ ở nhào vô anh ôm em, anh hung em. Rốt cuộc ra em không làm được gì hết mà bạn bay vô bạn ôm em, bạn hung em lại. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 8. Mét 8 còn vợ? Dạ em 1m50 à. Chà, lúc đó ra ôm sao ta? Thành ra bạn này phóng lên là bạn này bồng như con nít vậy thôi. Đó, chị đó. Ừ, đó. Bồng lên cái xe mà đẩy bồng lên như nít vậy. Tại vì thật ra khi mà ảnh ở bên đó đó, ảnh nó cầu hôn em. Rồi. Rồi, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên xin, cho em xin phép được gửi lời chúc sức khỏe và là trân trọng đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Triệu Gia Bảo. Em hiện tại là 29 tuổi. Công việc của em hiện tại là kinh doanh sản xuất nước hoa và mỹ phẩm thiên nhiên. Wow, giỏi quá, 29 tuổi mà đã là chủ của một doanh nghiệp về mỹ phẩm rồi. Thế còn vợ Bảo, giới thiệu đi nè. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Ngọc Ánh nè. Em hiện tại là kinh doanh về mảng giáo dục à. Vợ một mảng, chồng một mảng luôn. Dạ. Một bên là mỹ phẩm, bên là về giáo dục. Wow. Em ở đây nói rõ hơn về công việc của em được không? Dạ, trước thì em làm giáo viên tiếng Anh, nhưng mà hiện tại là em được thăng cấp lên thì em là quản lý. Vậy là cưng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 28 tuổi ạ. Hai vợ chồng đều giỏi, đấy hai rồi. Cái mảng kinh doanh khác nhau. Có con chưa? Dạ chưa. Trời ơi, vậy là mấy đứa nhỏ con sau này nó sướng lắm á. Thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà trong hàng triệu triệu người chúng ta không gặp mà lại bắt gặp nhau trong một cái tình cờ nào đó, tình huống và nào thích nhau, ấn tượng nhau. Lúc mà có một cái thời gian là em mới đi ở bên Hàn Quốc em về á, thì em cũng ở nhà em buồn, em cũng có bạn bè thì có mấy đứa nhỏ nhà em thì có hướng dẫn em lên trên mạng á, là online để tìm bạn nói chuyện chơi cho vui. Đó thì lúc đó thì em cũng vô tình là gặp vợ em. Thì lúc đó là vợ em thì cũng đang lúc đó là gọi là đang tìm người để tham gia một cái chương trình quay sản xuất chương trình gì đó. Dạ, ta tìm phải là đẹp trai rồi cao ráo cho nên là ở trên đó mới có gương mặt lạ lạ đó nha. Cho nên là em lên đó em tìm. À, là tìm đúng anh này. Dạ nhưng mà ảnh không có tham gia, nghe nói chuyện có mấy phút à, cái anh đi ngủ luôn. Tại lúc đó em cũng buồn ngủ á, với lại em cũng nói là nói chuyện, em cũng nói là quay chương trình, em cũng hứng thú. Cái hai là tại vì em đang trong quá trình em còn dài 1-2 tuần nữa là em đi Nhật, em đi Nhật rồi. Em cũng nên em không có nói chuyện nhiều. Là có nhìn thấy mặt nhau không? Dạ. Dạ, lúc dạ chưa có thấy mặt. Chưa đúng không? Chỉ là coi hình thôi. Dạ. Ở nhưng mà khi mà nhìn thấy cái hình của cô gái này thì em có thấy cổ xinh không? Dạ có. Em thấy nhìn thì em nghĩ cô bé này cũng dễ thương, nhỏ nhắn xinh xinh. Thế còn vợ thì sao? Thấy hình ảnh thấy sao? Kiểu em add Facebook, em add Zalo, em nói chuyện có mấy phút mà cái em vô cái tường á, em thấy trời ơi sao ông này xăm chỗ rồi. Thì lại không có coi, em không có để ý tới. Rồi đến khi nào mới bắt đầu nói chuyện bằng video call? Tết là Tết vừa năm nay nè anh. Cái ở nhà cũng buồn quá, xong cái em chúc Tết mà bấm cái chế độ chúc Tết nguyên danh sách ba mấy trăm người thì anh trả lời lại, anh lại chúc em năm mới thế này thế kia, cái nó thì người ta chúc mình cái mình lại chúc lại tiếp. Khi nào anh về Việt Nam thì mình cũng nhớ là anh này đi nước ngoài, khi nào mình về Việt Nam thì mình hẹn cà phê nha, em nói vu vơ vậy thôi. Thì cái là anh này nói chuyện tới thôi em làm gì làm đi, mà mình đang rảnh mà, thôi em cũng rảnh lắm. Em rảnh lắm không sao đâu, cứ nói chuyện tiếp đi. Để nói chuyện cái xong một cái em thấy cũng dễ thương rồi. Cái em nói bây giờ hơi sợ lừa đảo trên mạng quá, giờ đẹp trai quá mà cao ráo đẹp trai mà nói đi nước ngoài này kia hay sợ lừa đảo. Nói thôi bây giờ anh video call cho em 5 giây cũng được. Em nhìn thấy mặt đúng người thì nói chuyện tiếp, còn không thôi. Đó. Sao? Thì cái nó hồi để mấy phút chuẩn bị, bắt đầu mình chạy rồi mình make up đồ này kia. Anh này mới có mặc đồ áo gì vô, xong bắt đầu em mở lên thì em mới đúng trời đúng hàng đúng hình rồi, quá đẹp trai. Chết với tôi. Chết với tôi. Chết với tôi. Xong rồi cũng nói chuyện, cái em nói chắc không biết nói chuyện được bao lâu nhưng mà nó có nói chuyện thấy dễ thương mà. Nói chuyện ngày ngày qua ngày. Ủa rồi cứ yêu xa vậy, cứ làm nói chuyện xa xôi vậy đó, có một đứa bên Nhật rồi đứa Việt Nam. Dạ. Dạ. Trong bao lâu? Dạ cũng trong khoảng từ Tết cho đến khoảng tháng 7 thì trời ơi 7 tháng á. Dạ tầm đến 4 tháng 7 thì em nói chung là em thương quá em chịu không nổi nữa rồi nên thôi em bỏ hết em về. Vậy đó hả? Ủa Bảo, dạ Bảo nhớ cái khoảnh khắc mà bật cái video call nó nhìn thấy mặt cô ấy. Rồi sao? Cảm giác của em là nó hơi rung nên em cũng thấy được gì hết á. Dạ, xong thì tại vì lúc đó xong là cúp máy rồi, cúp máy xong em mới nói thôi cái em nói em chưa kịp coi vậy để em gọi lại. Thế là em gọi lại em dòm lại thêm một lần nữa. Dạ. Vợ em cũng có nói nếu mà bây giờ ha yêu thì cũng được thôi, quen cũng được thôi, nhưng mà đến đâu hay đến đó. Em thì em mới nghĩ là nếu mà bây giờ mà làm xong á mình về xong mình quay lại thì cũng không được,
nên thôi em thà em bỏ hết em về em giữ luôn cho chắc ăn. Tại vì bà nhả cái câu mà đến đâu hay đến đó, dạ, đó. Câu đó ghê lắm á, gài dữ lắm đó nghe. Đó, có nghĩa là các bạn tỏ tình với nhau là bằng trên online luôn. Dạ. Từ ở bỏ hết ờ, đi ở về gặp nhau ở sân bay. Japanese á. Đó, Japanese. Về tới sớm nhất. Đó. Có ra đón không? Dạ có, sự là lúc đó là em rất là run. Trước khi mà em ở bên Nhật, em đang sân bay ở bên Nhật á, thì em có nói là bây giờ là nếu như mà ngày hôm nay anh mà về, em chỉ cần ra sân bay thôi. Em mà ra sân bay á là anh á, anh mà gặp được em là coi như là ha, đời anh sẽ dính em luôn. Em có đuổi cỡ nào anh cũng không bao giờ là anh đi, anh không tách gì hết. Còn nếu như mà em trường hợp em mà không ra thì thôi coi như anh xui, anh chỉnh chịu, anh không có than vãn, anh cũng không trách, cũng không chửi, không nói gì hết. Đó, bước xuống sân bay thực sự em cũng run. Ở bên em uống tới năm chai cà phê đen á, em run em đến nỗi tới tới vậy. Và khi mà em bước ra em nói là anh mà gặp được em anh sẽ ở nhà vô anh ôm em, anh hung em. Rút cuộc ra em không làm được gì tới mà bạn ba vô bạn ôm bạn hung em lại. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 8. Mét 8 còn vợ? Dạ em 1m50 à. Chà, lúc đó ra ôm sao ta? Thành ra bạn này phóng lên là bạn này bồng như con nít vậy thôi. Đó, ừ, chị, đó. Ừ, đó. Bồng lên cái xe mà đẩy bồng lên như nít vậy. Ừ, vậy tại vì thật ra khi mà ảnh ở bên đó đó, là ảnh nó cầu hôn em rồi. Có nghĩa là yêu sao mà chưa gặp lần nào. Thật bây giờ nói chắc phụ huynh họ chửi. Ảnh quen một thời gian thì ảnh thích em quá, thương em quá, ảnh anh thương em quá. Cái ảnh nói là thôi bây giờ em lấy anh, nếu anh về Việt Nam á thì anh sẽ cưới em. Cái em mới chết rồi, sao mà tin được. Tại vì online mà chắc nói chơi cho vui thôi chứ đâu có. Thế là ảnh này có những cái động thái, ảnh mới gửi cho em một cái phần gọi là bảo hiểm thanh xuân anh chị, bảo hiểm thanh xuân. Có nghĩa là mỗi tháng anh gửi cho em 5 triệu. Anh nói là anh sẽ gửi tới ngày anh về, nếu mà anh không về coi như em lấy được số này, anh về thì lấy tiền này làm đám cưới. Nghĩa là tiền anh đi làm mà đâu gửi được có mấy tháng là đi về mất tiêu mới có 35 triệu à. Sao đủ tiền chắc được mấy bàn thôi, mới được có mấy bàn à. Thật em cũng chưa tin lắm, thật anh gửi vào nhiều khi cũng có lừa đảo nhiều lắm, họ nhử mình mà. Thế em cũng chưa tin lắm. Thì ảnh lại có những cái động thái, ảnh là gửi cho em một cái phần quà ở nhà. Thì trước đó về một tháng ảnh báo là cái ngày về rồi, nhưng mà em cũng sự cũng nghi, tại thật mình chưa gặp mà chị với lại trên mạng nữa. Thế là ảnh gửi cho em cái phần một phần quà mà ship tới như là ship rap tới vậy đó. Thì khi mở ra thì đó là một chiếc nhẫn cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương. Ảnh hát tên Bảo yêu ảnh, rồi làm một cái clip gửi cho em cầu hôn. Mới nói bây giờ nếu mà anh về á, anh bước xuống sân bay là đăng ký kết hôn liền. Em chịu thì bước ra sân bay thì đăng ký kết hôn luôn ngay cái chiều đó luôn. Còn nếu không á thì thôi coi như em đi về luôn đi, không anh không cần đón. Có cái clip cầu hôn này, với lại ảnh có biết một cái tờ đơn mà em có đem lên chương trình. Đơn xin lấy em làm vợ, chụp hình từ bên bển gửi cho em, xong rồi ký tên rồi anh cho anh mượn coi, hứa hẹn anh mượn là coi, anh mượn coi, anh mượn coi, lý sờ quá coi dễ thương quá chị. Cưng quá. Kính gửi vợ tương lai Võ Ngọc Ánh, người đã yêu thương anh và chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống với anh. Anh tên Triệu Gia Bảo, nickname trai chung tình, người ta nói anh vậy ha. Hôm nay ngày lành tháng tốt, anh viết đơn này trước tiên là ngỏ lời cưới em, hy vọng em chấp nhận lạp 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 la mọi thứ. Hứa quan trọng anh. Anh hứa khi làm chồng em rồi, anh sẽ thực hiện các điều sau đây. Tổng cộng là 11 điều, nhưng tôi xin trích đoạn vài điều thôi. Anh hứa anh sẽ rửa chén lau nhà. 2. Anh sẽ giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ. Điều 7. Anh sẽ không than vãn. Điều 8. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em. Điều 9. Em đi đâu, anh cũng sẽ đưa đón em về. Điều 10. Anh sẽ yêu em nhất quả đất này. Điều 11. Anh sẽ chung thủy cả đời. Đây là 11 điều làm chồng anh hứa sẽ thực hiện và làm đúng. Nếu anh làm sai, anh sẽ chịu hình phạt mà em đưa ra. Mong em đồng ý ký tên Triệu Gia Bảo. Một lá đơn nó rất là dễ thương chị. Nó rất dễ thương, lãng mạn. À, mặc dù đọc vô nó hài lắm, nhưng mà nó lãng mạn. Nhưng mà cứ về bữa giờ mà thấy sao, có làm đúng cái điều mà đã hứa không? Tới thời điểm hiện tại thì chồng em vẫn đang làm rất là đúng những điều mà chồng đã hứa. Nãy anh vẫn chưa có đọc. Tất cả tiền bạc, tài sản là em đứng tên, tiền của anh là cho em hết luôn. Nói là bây giờ là chồng em đã giao hết. Trời, như vậy cổ là em là chủ tịch hội đồng quản trị của tiền luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Trời dạ, cưng quá. Thương lắm luôn á chị. Em à, Bảo là một người chồng quá hoàn hảo. Không có tật xấu gì đâu ha. Không có tật xấu gì đúng không? Có không? Dạ có chứ. Em đi đâu cũng phải đi theo đó. Đi làm, rồi bạn cũng chở đi làm, bạn đợi rồi bạn đón về. Nhưng mà cái tiêu cực hơn là ví dụ như mẹ em nhờ bạn chở ra Phan Thiết để đi một hai ngày gì đó, đáng lẽ ở một đêm thì ngày mai chở mẹ em về, nhưng không, bạn quanh đầu về liền luôn. Nó nói mẹ em á, chừng nào mẹ về đi ra con ra đón.
chứ con không bỏ vợ con nhà mình được. Cái mẹ em nói trời ơi, tôi sợ chồng mày quá, riết thấy không đi không có xa được một tiếng đồng hồ. Anh Duyên một tiếng đồng hồ là hả, trong lòng là lo sốt ruột sốt gan lên. Em lo gì? Em cũng không biết nữa, nhưng mà nói chung là em chỉ thấy là lúc giống như là ở bên kia em cũng nói nữa, cũng có thời điểm là vợ em đang quen bên em đang còn bên Nhật á, thì vợ em đi làm, em thấy đi đâu á làm cũng lủi thủi có một mình à. Chạy xe thì cũng đi cũng nắng nôi cực, rồi làm cái gì nó cũng nói chung là nhỏ nhắn, em rất là lo. Thì em nói thôi thì anh mà về thôi thì em sẽ cho mọi người ghen tỉ em. Thì em chỉ về em nghĩ là thì giờ cái chuyện em đưa mẹ em ra ngoài đó xong rồi thì em cũng đâu có làm gì ở ngoài đó đâu. Thì thôi em vòng như đây thì em về em phụ vợ em dọn dẹp lo cho gia đình này nọ kia. Rồi thí dụ vợ em có cần đi đâu thì em cũng đưa đi này nọ. Còn tại gì đâu, còn cái là hơi hay ghen. Rồi mấy cái tin nhắn trên Facebook mà hai em không biết người ta nói gì, nhiều khi người ta công chuyện lẳng lẽ xóa của em luôn. Em quên, ủa sao cái anh ở đâu rồi, cái đó anh xóa rồi, ủa sao lỡ người ta công chuyện thôi kệ xóa trước. Chứ ai đâu hai em chứ gì kiểu vậy. Khi ta bàn công chuyện rồi sao? Chưa anh, tại vì hả vợ em chưa có kể hai em em cho anh làm quen được không? Hay là anh muốn làm hả người yêu em hay gì đó, sao không kể khúc đó? Nhưng mà khúc đó đâu biết đâu anh, đọc mất tiêu rồi đó, em hai rồi. Em thấy xóa mất thôi, ông xóa đúng rồi à. Là vậy thôi đó, giờ có mong chồng thay đổi điều gì không? Chồng em rất là dễ thương rồi, không có cần phải thay đổi gì. Quá hoàn hảo rồi ha, muốn thêm cái điều gì nữa không? Thấy đẹp trai mà còn thấy thương em mà không biết sao tương lai, thật ra không biết tương lai thế nào. Giỏi nhưng mà bây nữa, giờ đúng thì không? Mong là như bây giờ. Anh cũng thấy rất là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ em á. Có một anh chồng quá good nha. Rồi giờ tới em đó Bảo. Thật ra là vợ em có một cái là giống như là về cái trang phục ăn mặc á anh chị, thì em thấy là có những lúc là mặc, nhiều khi mặc cái váy á, hơi ngắn á. Nhưng mà thay vì mình con gái mình có thể mình ngồi mình khép lại một tí, nhưng mà cái tướng thì ngồi giống như đàn ông. Thì nhiều khi em nói trời ngồi kìa, lộ hàng hết trơn rồi kìa. Vợ em thì hay ngồi ở trên thì nhìn xuống có thấy gì đâu, còn em thì đứng đối diện em mới thấy. Hôm bữa thì vô tình em đi hôm qua em mua trà sữa, cái em đi về em thấy em lén em chụp hình lại, cái em nói đó lộ rồi nè, làm gì có, em đưa hình ố là la lộ nguyên. Cấp ý xong rồi nhà thì mẹ vợ em cũng có nói. Rồi cha mà dạy giáo lý cho tụi em, cha cũng nói luôn. Cái thứ hai nữa là đi đâu á cứ hả cứ lẳng lặng là bắt đầu là cứ canh me là cứ cho em hả ở nhà một mình, không cho em chở đi. Thích đi riêng. Đúng, có ý đồ. Đúng, có ý đồ. Trốn mất tiêu. Nhiều khi đi ra cà phê, thật sự đây không phải là em ghen. Đó giờ hả anh chị đi hả, đi chạy xe máy thì hả nhỏ nhắn đi hả, rồi hả đi rồi lỡ mà chạy có cái chuyện gì sao. Rồi còn đi hả ô tô thì không biết chạy. Đó, rồi hả đi nắng mưa rồi ai đội nón cho em, ai đưa đón em, mệt mỏi ai đưa ai hay làm kia. Chứ em đâu có ghen đâu, đúng không chị? Em không ghen. Đó, và anh hy vọng là các em cứ mang những cái tình yêu của ngày hôm nay đó để mà ứng dụng cho những ngày sau. Đó. Ủa còn bán trà sữa không? Dạ chút xíu tâm sự rồi. Đấy luôn, ta nhiều hơn, ta bắn qua con gà rồi. Rồi xin phép, rồi để cho anh cất vô nghe. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả, em tên là Lê Tấn Lợi. Hôm nay em 26 tuổi, em đến từ Long An. Và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Thận, xin chào dạ, quý vị. Cầu chị luôn đi em, chị đi nha. Dạ xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần, em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An nè. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An. Vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa, đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa có gặp đâu. Chưa gặp? Dạ, tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì ạ? Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới của một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại, xong rồi em tối về em nhắn tin, em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tùng đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á, dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tùng thích em trước. Dạ đúng rồi. Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới đi, có mời ca sĩ Chu Bin về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới, cái em mới còn nói ôi ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại vậy. Dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả, Lợi còn nhớ cái bài đó không? Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp,
Ngày mai lớn nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau, rồi thì thôi. Hay quá. Trời ơi. Bạn này là cái giọng bạn mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke, mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hay này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em cũng ngồi còi tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần. Tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trốn học xuống chơi với em thôi. Tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy thì xuống dưới Tàm Hẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy chạy xe xuống tuốt ở dưới Long An. Dạ đúng rồi. Là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có dịnh vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay kẹo chớn đồ này kia nọ. Dạ cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau là đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Dạ. Trời ơi, mà có chia không? Em với vợ em chắc cả trăm lần rồi ạ. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú đó. Chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Dạ. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy, rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết ạ. Cái lúc mà em quen vợ em là có, em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau á, là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra lỡ lần nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha, đúng không? Dạ lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Và sợ cha như vậy, vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút lắm không? em kể cho anh Thuận nghe. Lúc là em lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bà Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bà Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung. Hai đứa tính chuẩn bị hung, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hung cái ở sau lưng có ông già. Ông già xin ăn. Ông bảo là gì cả, cô cậu có tiền không cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì em đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi, kiểu như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao bữa đó là về luôn, quê luôn, mất hứng đúng không? Dạ quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là sau đó là bao lâu? Khoảng hơn 2 năm á. 2 năm sau? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó đã sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung mình cũng có vất vả, nhất là khúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu ạ. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là ảnh rần ở trên mạng đó. Anh được mệnh danh là hot boy nữa, hot boy trà sữa. Vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao? Em dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Sẽ xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biến nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy Lợi? Nói sao cuộc đời em trái ngang quá vậy. Trời ơi dạ. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ dạ, đúng năm rồi. Em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ. Mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra. Cái móc mà hai em mở trà sữa cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần 3 năm mới cưới. Lúc mở bán đề đường là tới cưới là gần 3 năm. 3 năm. Dạ. Rồi có con chưa nè? Dạ. Đã, nói tới chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ, hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi.
Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ, vỡ ói à. Gì đó. Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi, nên là không giữ được. Ồ, vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non ạ. Ừ, là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm á. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao hay là dạ dạ lo thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được ạ. À chắc là do sanh đôi nó. Sanh đôi. Dạ đúng rồi ạ. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi. Em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới giờ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn. Mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều. Mẹ em rối về em luôn mà. Mẹ vợ em á. Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu. Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình á là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra hai bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ, lúc đó em mới nhẹ người. Một tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả dạ. về tinh thần lẫn dạ em đã ổn định mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường ạ. Vẫn khỏe lại rồi ạ. Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Dạ. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Dạ. Không dạ. chứa nổi, nó không có chỗ để cho hai cái thai cùng tồn tại một lúc. Dạ. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Dạ. Thôi, nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của hai vợ chồng em ha. Dạ. Rồi, thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Dạ. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó sơm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu dạ. lắm đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề lắm. Mỗi lần em nhờ cái gì á là chậm chạp mà đợi cái khi là em làm xong rồi mới ra không à. Kiếm cớ trốn trốn dạ, đúng không? Trốn mà đi làm thì xiên dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà. Cái em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi anh mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy? Cái trả lời với em là nhảy sớm chị cho mỏi chân à. Trời. Lề mề dữ lắm mà. Rồi cái gì nữa nè? Còn gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á, là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà hả? Mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn nhậu nhẹt bê tha được không? Em không có chơi nhậu nhưng mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, một năm em giấu được một lần nè. Trời ơi, em đi nhậu được nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Không, vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới. Dạ đúng rồi, sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em ngộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em. Rồi còn cái gì nữa nè Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng? Đói nóng tính đúng không? Dạ nóng tính. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm. Nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu. Dạ ăn cửa trưa hả? Ăn một cửa trưa còn cửa chiều. Còn lại ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa hay chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Là cái ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Hay là do dạ, nó mê nhỏ bán hủ tiếu gõ? Cái cô đó bán thì thấy chưa, nó gài dính liền cái ông. Cái cô đó bán cô cho lãng mạn được không? Lãng mạn thì từ mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10 là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua, là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á, là tới lúc mà cái anh giao hàng đem tới nhà em mới biết. Là 8 năm trời quen nhau là chỉ có một lần nữa thôi. Đó là một cái bà gấu bông một đó. Dạ đúng rồi. Không dạ. tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà không một cọng bông. Dạ không luôn. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không thích lãng mạn. Thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em cũng hồi đó em không có đòi hỏi. Giữ được rồi đúng không? Tại vì em giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ phải chưa? Phải xuất tiền, chơi chắc ghê chưa? Anh chị thấy giờ em chơi chắc ghê không? Giờ phải cảm ơn. Vàng gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi. Rồi. Tật xấu của vợ. Tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ, em cũng mặc quần tay áo sơ mi, em ra đường em ngượng ngượng em lắm. Mà hồi đó trên cơ em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi cái tật xấu ra là em biết luôn là hay em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á là bà sẽ quát lên.
mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ, sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau là em trên kèo em luôn. Là kèo trên luôn? Kèo trên luôn. Trăm ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Chứ ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nói này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm thì anh này không làm. Mà ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Đi đâu? Rồi xong. Cục đuôi đi vô luôn. Đi chạy xe một hơi về nhà. Hoặc là không chịu về nhà. Em mà trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa đúng. Ở ngoài đường nguyên đêm. Phải năn nỉ bà nữa, không lẽ giờ bỏ mà giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Người không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn ai hoài là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta luôn. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Trời, nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ, khổ. Và người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ, quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy vợ em lao ngoài đường thì quơ bơ đi để em trên cơ lại có được không? Để em lấy lại tốc độ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bà cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này theo em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu, không muốn cho mà ngồi lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa, mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Là đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thế sao thiếu hơi em giữ người ta nằm là cái nhủi nhủi vô đây nè, biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á nằm là nhủi vô đó, tối là phải nằm lên dây, là nằm xuống cái là gối tao là đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ cũng hất ra hà tê trời ơi dễ sợ không. Cách đây 2 tháng là vợ em 71 cân, là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không. Thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được cách đây mấy tháng giảm được 10 kg á, mới cho mặc áo này vừa này, thấy không là các con không có đồ để mặc luôn. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa à. Ủa chửi lắm hả lại? Nó nạt mình em à, chứ ra ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền, mà sao riêng một mình em là chửi. Rồi giờ tới Tân, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền. Tại tính của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà. Ừ. Ủa nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô làm sao? Nếu mà vui vẻ thì đúng rồi em kể. vui vẻ vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện heo tròn có ngày em kêu nó vậy không à. Làm sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi heo tròn. Heo tròn. Uống nước không, múc cho nè vậy đó. Còn lúc nổi điên lên, nổi điên lên nè đi chỗ khác đi vậy đó, là không nói, không kêu tên, không kêu gì luôn, nói trọng không. Dạ rồi. Hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, giờ ôm chứ sao ta? Em heo tròn á. Anh không dạy em cái ha. Trời đất ơi, thấy thương ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tin hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi, đúng là thanh mai trúc mã. 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố. Dạ. Đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai. Dạ. Sắp tới thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em á là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé. Ừ. Đúng không, để dưa. Dạ. Cửa vô nhà mụ chúc cho hai em đi. Trời, sẵn sàng nhớ một đứa, nói thôi chung nha. Là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tân ha cuộc. Dạ. Sống luôn luôn vui vẻ, hạnh. Dạ. Phúc trọn vẹn, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui, và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong. Dạ. Gia đình hai em. Dạ, cảm ơn. Một em bé thôi nha. Dạ. Dạ, dạ. Rồi chúc. Xin mời. Wow, hết hồn tưởng Thanh Thúy. Ờ ha, giống thiệt luôn á. Thiệt. Rồi mời hai bạn ngồi sâu vô con. Ừ, ngồi rồi. Sâu vô con, ngồi sâu hẳn vô. Ừ, bạn có thể cởi cái cúc áo ra để cho thoải mái nào. Dạ.
Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận là trai ạ. Và con xin chào cô Hồng Vân xinh gái ạ. Và con như là khéo ăn khéo nói thế. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên gì? Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô ạ. Khánh Ngô. Dạ. Công việc bao nhiêu tuổi và hiện tại ở đâu? Dạ, hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Và công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và năm nay con 28 tuổi ạ. Rồi rồi. Này, thế con quê con ở đâu? Quê gốc con ở đâu? Dạ, quê gốc con ở Thanh Hóa. Thế à? Thế dạ. Tại sao lại họ Ngô nhỉ? Tại vì cô cũng họ Ngô mà quê cô ở Bắc Ninh. Dạ. Hình như là ở Ngô, nếu mà Ngô Thanh Hóa thì phân ra nhiều loại ngô cô, ngô nếp và ngô tẻ cô. Chắc thế con là nếp hay tẻ? Con đến bây giờ thì con cũng chưa biết là con nếp hay tẻ. Chứ cô là cô thích ăn ngô nếp. Dạ. Nhì, ngon lắm. Ở trong miền Nam là chỉ có bắp thôi. Dạ. Bắp đi. Bắp Mỹ, bắp Việt thôi. Dạ. Đâu bắp Mỹ với lại bắp dẻo đó. Bắp dẻo. Ừ, bắp nếp. Đúng rồi. Thôi như vậy là chắc hai họ Ngô này dạ. Như là chắc là hai chi khác nhau. Đúng rồi. Đúng dạ, rồi. Đó, đó như mà chị phải công nhận không? 28 tuổi. Đồng sáng lập. Đồng sáng lập một tập đoàn. Trời ơi, 28 tuổi tôi là cái gì ở giữa thế gian người ta? Đâu lúc đó em rần rần rồi. Cũng được, cũng được. Nhưng mà lúc đó là em là mối tình đơn phương với chị Thúy Nga. Chị nhớ. Biết ngay mà anh nghe nói điều đó. Hôm đứa cô Vân nói về cô Thúy Nga với chú là mấy đứa nghe cho vui thôi nha. Dạ. Đừng tin. Nhưng mà vui thật mà chú, vui thật ạ. Vui không? Vui ạ. Vui. Rất vui ạ. Rồi bây giờ mời vợ của Khánh. Dạ. Giới thiệu về con nào. Dạ, con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con họ tên đầy đủ là Vũ Thị Hoa. Và con thì sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội. Và con thì cùng với chồng con làm chung một công việc. Và cũng cùng tuổi luôn ạ. Cùng tuổi luôn? Hai đứa cùng tuổi. Dạ. Trời, mà sao chỉ có công việc. Thế có đồng sáng lập không? Hay dạ. Là dạ. Như thế nào? Dạ, cùng chức vụ luôn ạ. Ủa rồi, thế cái đập tập đoàn con là nghĩa là bao nhiêu người là đồng sáng lập? Cho đến thời điểm hiện tại thì có hai vợ chồng con ạ. Cùng hai với lại chủ tịch ạ. Thế á? Dạ. Sao giỏi dữ vậy? Chủ tịch con nhiêu tuổi? Chủ tịch con thì năm nay cũng rất là trẻ. Và cô rất là, thưa chị rất là đẹp. Và năm nay thì chị thì thực sự là bình thường thì con chỉ biết là chị hay chia sẻ là chị sinh năm 89 thôi. Còn thực sự là con cũng không biết được là thật sự là chị bao nhiêu tuổi nữa. Trời ơi, chủ tịch nữ mà dạ, đẹp rất là gái, trẻ, rất là đẹp. Trẻ nữa. 89 là năm nay khoảng ba mấy. Trời ơi. Đúng không? Dạ. Quá là quá giỏi quá luôn. Luôn. Chủ tịch rồi tôi nghe cái chữ chủ tịch thì một ốc luôn rồi đó. Dạ. Giỏi thế. Quá luôn, giỏi luôn. Em sử dụng cái sản phẩm của tập đoàn này chưa chứ chị sử dụng rồi. Ủa, tập đoàn mình là sản phẩm gì vậy con? Nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi bây giờ con giới thiệu nhiều ha. À dạ, ở tập đoàn con thì có rất là nhiều những cái sản phẩm và ví dụ như là sản phẩm cô Hồng Vân đang mới sử dụng. Vâng ạ, đó chính là sản phẩm về tóc. Về tóc ví dụ đấy. Như là nó sẽ kích thích mọc tóc này, rồi nó sẽ giúp cho là tóc của mình ngăn ngừa rụng này. Đúng rồi đấy ạ. Con nghĩ là con phải tập ngay khách hàng kêu bằng khách hàng VIP. Ôi. Em ơi, nếu mà khoảng chừng tới cuối năm nay mà khán giả thấy là tóc em lún phún lên là thôi, thôi xong. Là tôi sẽ lấy cái tập đoàn này là bao nhiêu tỷ đây? Đây là một nhân KOL, chú. Một KOL tiềm năng dạ. Nếu như chuẩn luôn chú. Tóc của chú mà mọc như dạ. Con đấy ha. Thôi xong. Con có tin không? Là ra tận thế giới luôn chứ không phải dạ. Là trong nước đâu. Chuẩn luôn. Con là worldwide luôn chứ dạ. Không phải là trong nội địa. Hay đó. Hay đó đây. Con hay đó, hay đó. Tranh thủ mà xong chương trình này mời tôi đi nhá. Dạ. Thôi chứ là chú cũng rất là muốn dạ. Để mà có được một cái mái tóc nó đầy đủ như chồng con. Nhưng tiếc rằng là nó không mọc nữa rồi. Nó không còn chân tóc nữa con ạ. Dạ. Nhưng mà hy vọng khi mà chú sử dụng cái dạ. Sản phẩm bên con là sẽ có cải thiện nha. Dạ. Rồi dạ, bây vâng giờ ạ. Chúng ta quay lại với chương trình. Dạ. Thì chú rất là muốn biết là trước đây dạ. Cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau đó trong hàng vạn cô gái đẹp dạ. Ở miền Bắc sao con không gặp, con lại gặp Hoa dạ. Đó, và lần đầu tiên gặp nhau thì các con có ấn tượng gì về nhau dạ. Dạ, nói về cái cơ duyên để gặp vợ con thì cái lần đầu tiên thì cái ngày xưa thì con cái lần đầu tiên quen vợ con đó là quen qua một cái người bạn thân của vợ con ấy. Thì cái thời đó thì con có làm một cái nhà hàng thì con hay làm thì cái bộ phận của con làm là hay ở trên tầng 2 á. Thì khi mà con làm trên tầng 2 thì nó có qua cái kính á chú cô.
Thì con hay nhìn ra ngoài đường, thì khi đấy rất trùng hợp, tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều. Khi đấy là mình đang set up vào cái buổi tối, thì mình hay nhìn ra thì con thấy vợ của con đứng ở bên đường. Đứng ở bên đường xinh ạ. Cái thời đấy gọi là xinh, mà nó xinh theo cái kiểu như là trong trẻo chú. Mà mùa đó là mùa gì nữa con? Con không nhớ là mùa, nhưng mà hình như đâu đó vào tháng 7, tháng 8 ấy ạ. Mùa thu Hà Nội. Ôi rồi Hà Nội, thôi xong. Con nhìn qua cửa kính thì con gần như là con đứng kết hôn lần đầu tiên rồi. Đúng hình con như chết liệt nửa người rồi con ơi. Rồi sao này? Cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương. Một cái cặp mắt là lúc đó là mắt vợ con nó tròn lắm. Không, mắt này ơi xin đừng chết cha cha. Cái ngày đó là vợ con mập hơn bây giờ một xíu. Mắt tròn hơn bây giờ. Mắt tròn hơn bây giờ. Thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái đó. Rất là dễ thương và rất là mắt rất là tròn. Có nghĩa là khi ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cú sét cái tình. Còn bạn này thì sao khi mà con gặp chồng con? Nếu mà để nói về lần đầu tiên thì thật sự là lúc đấy con cũng gần như không có cái ấn tượng gì. Anh đứng ở trong mà đúng không? Vâng ạ, trong những lần đấy là con không biết ạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp kia cơ. Dạ. Còn trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó. Một cái bữa ăn tối, thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thật sự là chỉ thấy là trông cũng cao ráo, trông cũng được. Về ngoại hình á, rồi trắng trẻo. Mỗi vậy thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu ấn tượng theo chả kiểu thích như gì nào. Cũng chả chết liệt mẹ người. Nhưng mà lúc đó là tình trạng của các con là đang chưa có người yêu hay là đang có người yêu? Con thì là lúc đấy cũng chưa có người yêu. Dạ, chia tay người yêu cũ chắc tầm lâu lâu rồi. Thế con thì cũng sao? Đang độc thân á, chưa người yêu ạ. Như vậy là hai con tim phải tìm đến nhau thôi đúng không? Rồi sau đó khi nào thì mới bắt đầu có cơ hội để gần gũi tiếp cận nhau? Cái cơ hội thì nó chắc chắn là từ con rồi. Cái cơ hội thì nó dữ dằn hơn cô chú ạ. Nói về cái đó thì nếu mà nói về chuyện vui chuyện buồn thì con nghĩ đó là chuyện buồn. Ủa sao vậy? Bắt đầu từ chuyện buồn. Đâu? Tại vì sao? Cái cơ hội mà con có thể tiếp cận vợ con đầu tiên đó là vợ con bị tai nạn. Ai có hả? Vợ con bị tai nạn. Vợ con. Là vợ con bị gì? Kể đi. Con bị ngã xe máy á. Thì cái khi đó thì lúc đó thì con nhớ là cái năm đó là 2014. 2014 thì khi đó là hai vợ chồng con đang đều là sinh viên. Thì con thì đi làm thêm ở nhà hàng, và vợ con thì đang là sinh viên học ở trường kinh tế kỹ thuật công nghiệp của Hà Nội. Thì cái buổi chiều ngày hôm đó thì con cũng không hiểu tại sao thì lại có cái cuộc gọi đến đó đến cho con. Tại vì vợ con bị tai nạn, thì sau khi vợ con ngã xuống thì vợ con ngất đi, bất tỉnh đi. Thì con cũng không hiểu vì một cái thế lực nào đó, vì một thế lực nào đó mà lại gọi cho con, lại gọi được cho con. Lại gọi được cho con, trong khi có nghĩa là trước đó thì hai đứa đã bạn bè với nhau rồi, đã có số rồi. Nhưng mà con không hiểu tại sao cái cuộc gọi đó lại dành cho con lúc đó. Không hiểu. Thì trong vô thức của con thì con nhận được cuộc gọi thì con chỉ biết là phi thật nhanh tới thôi. Rằng là con tới và con đưa vào viện. Con không có nghi ngờ một cái gì cả. Con không có nghi ngờ gì một cái gì nhưng cả. Nhưng mà là vợ con gọi hay là một người lạ nào gọi cho con? Một người lạ gọi. Tại vì khi đó vợ con ngất rồi mà. Con tới đưa vào viện và con làm thủ tục nhập viện. Rồi những cái quãng ngày sau đó khoảng một tuần đến 7 đến 8 ngày sau đó thì con cũng tới và chăm sóc luôn vợ con luôn. Và không ai chăm sóc cổ à? Có những người bạn nhưng con cũng vẫn nhiệt tình còn tới chăm sóc luôn. Và sau những ngày đó thì con tự nhiên con không biết là con yêu vợ con sâu đậm hơn từ lúc nào nữa luôn. Đúng rồi. Tại vì còn, thật ra là bạn đã có cảm tình với bạn này trước đúng đó rồi. Sắm xét rồi. Và đây là một cái cơ hội để bạn có thể thể hiện được cái tình cảm của bạn dành cho bạn này. Đúng không? Vấn đề là con thôi. Con thì thế sao? Con thì sao? Trong cái quá trình mà thiếp đi và khi mở mắt ra thì cái người đầu tiên con thấy là ai? Lúc đấy thì chính là chồng con bây giờ. Có nghĩa là con mở mắt ra là con đã thấy ôi cái khuôn mặt nó khá là thân thuộc đúng không? Không không, dạ. Tôi hỏi nè, nó có giống trong phim không? Là con có cảm nhận là có ai đó bế mình lên không? Con có bế vợ con lên không? Cái lúc đấy thì chắc là một người khác rồi. Con có cảm nhận được, vì lúc đấy kiểu đang mông lung hoang mang. Vì mình đang bị ngã rồi mình bị choáng. Là con vô trong bệnh viện là dạ. Vợ con đang nhập viện rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Hiểu rồi. Thế rồi sao con mở mắt ra không thấy chồng khi con? Khi mà con thấy chồng con thì trời ơi, chồng con rất là nhiệt tình. Mặc dù bên cạnh lúc đấy là cũng có còn một người nữa ngoài chồng con, nhưng mà anh ấy thì kiểu lăn xả. Và sau đấy thì chăm sóc rồi mọi thứ, nên là thực sự là con cảm thấy cực kỳ an tâm ở cái thời điểm đó. Mặc dù là lúc đấy chỉ là bạn bè thôi. Rồi sau khi mà con hết bệnh, con xuất viện thì bắt đầu là chắc chắn anh phải có những cái lời mời đúng không? Đến thăm nè, xong rồi là cũng là trái cây nè, cũng đồ ăn thức uống nè, thuốc thang nè. Rồi sau là lời mời. Đi đâu? Hoặc là lời đi đâu đó tiên. Để cho
giống như khuây khỏa chẳng hạn. Ừ, lời mời đầu tiên là đi đâu? Lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Thực sự nếu mà nói lời mời đầu tiên thì nhiều lắm ạ. Tại vì thường thường thì cái quãng thời gian đó thì sau cái ngày đi làm của con á thì con thường thường kết thúc vào 10 rưỡi đến 11 giờ đêm. Thì con hay rủ vợ con đi uống nước này hay là đi ăn đêm này. Thì khi đó thì bắt đầu cái mối quan hệ nó xích lại gần nhau hơn và nhiều hơn. Đó, rồi bắt đầu có những chuyến đi xa không con? Chưa, lúc đấy chưa đi xa, lúc đấy chưa đi xa. Rồi thì đến khi nào thì con mới tỏ tình với vợ? Bao giờ mới là đi xa? Nếu mà thực sự nói đến bây giờ tỏ tình thì con chưa có một lời tỏ tình nào cụ thể với con. Các bạn này rơi trường hợp mà gọi là ở lúc đó tụi con là mấy tuổi? Lúc đó là 2014 thì con là khoảng 19 tuổi ạ. 19 tuổi. Chú hỏi nè. Dạ. À, hai đứa đi chơi vào cái giờ mà người ta đang ngủ rồi. 11 giờ rưỡi khuya tụi nó mới đi chơi với nhau. Thì chắc chắn là phải đi dạo bờ hồ, ăn chân gà có, này nọ đồ. Có. Trời, và giữa một cái trời Hà Nội, trời lạnh lẽo thì chắc chắn là phải có những cái ôm và phải có những cái tay, cái choàng ở phía sau nắm tay. Đó là tỏ tình. Thì con và vợ con có những cái cử chỉ đó không? Chưa, khi đấy thì chưa. Chưa luôn. Tại vì khi đấy con đi cùng những người bạn nữa. Cho nên cái hành động đấy bọn con chưa có. Mãi cho tới cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau đâu ạ. Thì con có mạnh dạn. Cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi, nhưng mà thực ra mình lúc đó là con cũng ngại ạ. Bản chất con cũng ngại cho nên không biết thế nào. Thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa ấy ạ, chơi. Thì cái cũng là quê của vợ luôn mà. Vâng ạ, nhưng mà hai quê bọn con cách hai cánh nhau. Ừ đấy, rồi. Cách xa nhau. Thì con về quê chơi thì không hiểu mẹ con hiểu kiểu gì. Thì hai người bạn về chơi nhưng mà mẹ con lại hiểu rằng à hai đứa yêu nhau rồi. À là hai đứa yêu nhau rồi, về ra mắt. Thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ cũng rất là nhiệt tình. Rất nhiệt tình. Thì cho tới cái lúc tối ấy cô, lúc tối đó là một lúc quan trọng. Lúc tối thì ở quê mà cô, nhà quê mà, thì nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo á. Thì nhà thì không có nhiều phòng đâu chú, đâu cô. Thì vợ con mới chào là con đi về đấy ạ. Thì cái lúc đó là con chở vợ con đi ra để đi bắt xe đi về. Nhưng mà lúc đó không, bọn con lại không về. Ai có xe nhưng mà con không về ạ. Con không về. Con không về ạ. Muốn sao về? Không về ạ. Mà cái lần đó là chốt luôn là yêu nhau. Không, nhưng mà tối đó ngủ ở đâu? Tối ngủ ở ngoài ạ. Ngoài, ở ngoài đình hay là ở ngoài đồng? Ở ngoài khách sạn ạ. Đó. Rồi đêm đó làm sao? Mướn hai phòng hay là một phòng? Nãy cháu nó chốt hạ rồi đấy. Một phòng là hai giường hay một giường? Một phòng hai giường luôn chú. Hai giường luôn ạ. Ở đêm đó. Nhưng mà một giường là để đồ, để đạc, thế còn một giường là để ngủ đúng không? Đúng không? Thì đấy, chuyện đã phải đó, như thế thôi. Có cái chuyện gì xảy ra không? Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Phải đến thôi con nhỏ, chứ dạ, không thì mà mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì có mà chết. Dạ. Nó nghe. Nó rất hào hứng ở chỗ này. Tức là nó có nhanh không hay là gần sáng mới là tuyệt vời. Tại vì rất nhiều cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện đã vào tận nơi rồi, nhưng mà mãi tới 5-6 giờ sáng mới có thể làm việc được đó. Thì con thì như thế nào? Con thì nhanh ạ. Nhanh ạ. Con thì nhanh ạ. Con thì nhanh ạ. Nói chung là mình phải gọi là khi mà mình đã quyết rồi thì là đánh nhanh, coi như là diệt gọn thôi. Dạ, thì các nhanh, con là tuổi trẻ mà. Dạ. Tuổi trẻ thì phải tài cao chứ chị. Nhanh như làm gì cho nó mệt mỏi. Phải nhanh như cơn gió. Đúng rồi. Không nhanh như cơn gió. Nhanh như cơn gió luôn. Không ạ, không nhanh như cơn gió. Đó. Đoạn nào cần chậm thì sẽ chậm ạ. Ừ. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức là cùng nhau rồi, yêu nhau rồi và không cần phải nói một cái lời nào. Tức là hành động thôi, nói năng gì cho nó mệt. Rồi qua hôm sau là quay về Hà Nội hay là tiếp tục ở thêm ở khách sạn nữa? Qua hôm sau thì bọn con ra Hà Nội luôn ạ. Qua hôm sau bọn con ra Hà Nội luôn. Thế rồi cái lần mà con về nhà bạn này thì sao? Có về không? Sau lần đấy thì về nhà bên bạn gái không? Dạ có. Có sau tiện lần... đường về nhà luôn á. Sau lần đấy thì một bọn con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau nữa thì con mới về nhà vợ con chơi. Thế rồi gia đình bên con thì sao? Với cái chàng rể đáng yêu như thế này. Gia đình bên con thì rất là ủng hộ ạ. Dạ. Thế bên đây ta ủng hộ đấy thì. Vâng. Và đây là cái người đầu tiên khi con đưa về, xong rồi ba mẹ con ủng hộ vô cùng luôn. Đấy, bởi vì lúc đấy thì mình cũng được gọi là lớn rồi. Nhưng mà cũng chưa có nói rằng là ở đây là người yêu của con hay như nào. Con chỉ chia sẻ là ở đây là
bạn của con thôi. Ừ. Nói chung là các con đã được một cái sự ủng hộ từ phía gia đình. Dạ đúng rồi. Mẹ thừa biết nhỉ. Dạ đúng. Mẹ thừa biết thì con có mang ai về bao giờ đâu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và đó là một cái điều rất là tiện. Dạ. Nhưng mà cái này là con khi mà đến gần với nhau rất là chơi chiêu với con luôn đấy ạ. Tại vì là trước đây thì khi mà có một ai đấy đến gặp con xong rồi bắt đầu kiểu thích mình hay là tán tỉnh mình hoặc là nói một vài lời để mình cảm nhận được, là thường những trường hợp đấy là con sẽ kiểu chặn luôn. Con sẽ kiểu không thích và mình sẽ không nói chuyện nữa. Nhưng mà chồng con thì nguyên cả một cái quãng thời gian từ trước đấy quen ấy, thì giống như hồi nãy chồng con có chia sẻ với cô chú đấy, là khi đi cùng nhau không có ôm, không có hôn, không có nắm tay hay là không có chia sẻ là anh yêu em hay gì hết, mà như kiểu là những người bạn thôi. Và luôn luôn thậm chí là đi cùng nhóm những người bạn với nhau chỉ là kiểu hay đi chung với nhau, ai để anh đến đón em chỉ dừng lại ở đó, và cứ quan tâm những cái cử chỉ rất là nhỏ bé. Thì chính những cái điều đấy nên là làm nó chạm đến con. Hay. Đấy. Cho nên là thật ra nếu có duyên thì cái gì đến nó cũng sẽ đến. Dạ đúng rồi. Đó. Thế có nghĩa là tụi con yêu nhau một cách suôn sẻ, một cách gọi là nhẹ nhàng say đắm và cứ thế là tiến đến hôn nhân thôi, hay là có những cái trục trặc sóng gió gì không? Có chứ cô. Có. Sao? Chuyện gì? Nói cô nghe xem, là tự nhiên lúc con trùng xuống, tự nhiên hỏi chuyện nó mặt con trùng xuống, phải chăng là nguyên nhân từ phía con? Từ phía con ạ. Đấy, biết ngay mà. Sao nào? Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Chuyện buồn nữa à? Sao cô cứ mang những câu chuyện buồn thế? Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao? Nói tại vì đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Nó rơi vào cái thời gian đúng cái trước cái khi nhá. Trước cái khi mà vợ chồng con chuẩn bị cưới nhau. Đó là vợ chồng con cưới nhau vào cái đầu năm 2019. Thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng ạ. Thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ vẩn với một người khác đó. Nhưng mà là trước khi cưới đúng không? Trước khi cưới 3-4 tháng đó. Trước khi cưới 3-4 tháng á. Thế rồi sao nữa, nó kể cô nghe. Tại vì sao? Tại vì cái quãng thời gian đó vợ chồng con từ những cái năm 2014 mới yêu nhau thì vợ chồng con về làm cùng nhau, làm cùng một công việc với nhau đến tới bây giờ luôn. Thì cũng làm cùng nhau từ 2014 tới cái quãng thời gian đó. Thì cái quãng thời gian đó thì gần như là từ cái năm 2014 tới đấy thì bọn con làm ăn rất là phát đạt. Và làm ăn gần như là hai đứa về với nhau thì nó rất là phất lên ấy ạ. Rất là phất lên và rất là gặp nhiều may mắn. Thì tới cái năm 2018, 2017 ạ, chính là 2017 thì vợ chồng con lại quay ra, con mở nhà hàng. Con mở thêm một cái chuỗi nhà hàng. Thì cái khi đó thì làm nhà hàng thì cái công việc nó khác và cái môi trường nó khác. Thì con gần như là đi từ sáng tới tối khuya mới về. Thì trong một cái quãng thời gian nó dài thì hai vợ chồng không được tìm với nhau được tiếng nói chung. Và hai vợ chồng không có tâm sự với nhau được nhiều, mà cộng với cái công việc là con sở chết công việc của con, mà vợ con cũng gần như là cũng sở chết với công việc của vợ con. Tại vì cái quãng thời gian đó là vợ con đã lên những cái doanh số và công việc đã phát triển rất là to rồi. Rất là to rồi. Thì khi đó con chỉ hối hận một điều rằng là mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua, cũng như là mình không sống chậm lại một chút để mình hiểu. Thực sự phải dùng cái câu là mình hiểu vợ mình, tại vì mình có hiểu được mình mới thương được. Mà lúc đó con đã đi quá giới hạn. Say nắng hay là có say nắng ạ? Quá đi quá giới hạn luôn, đi rồi quá giới hạn, không còn say nắng đâu. Đi quá giới hạn ạ. Và đến ngày hôm nay thì con vẫn vợ con phát hiện, con phát hiện hả? Có vợ con phát hiện. Rồi bây giờ chắc phải hỏi Hoa đi. Đã. Sao tại sao con lại phát hiện? Con phát hiện cũng thông qua một cái người bạn khác. Thì khi mà con nhận được thông tin là chồng con gọi là cắm sừng con đó, thì thật sự ban đầu con không có tin đâu, vì con cực kỳ tin tưởng chồng và chồng rất yêu thương, rất là chiều chuộng. Nhưng sau khi mà con tìm thấy những cái bằng chứng thì lúc này con bắt đầu con tin rồi. Và sau khi con tin thì con tiếp tục đi tìm hiểu xem nó như thế nào. Nhưng mà đúng là khi mình càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy đau ấy ạ. Bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ thời điểm đấy con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngành, để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Thì sau đó thì đến lúc mà con thấy mọi thứ nó quá là rõ ràng như vậy rồi, thì con bắt đầu con mới ngồi lại để chia sẻ, để hỏi, để nói chuyện với chồng. Mặc dù ấy, con nhớ mãi cái thời điểm là trước cái lúc đó, trước khi con nói ạ, là cái ngày mà còn đưa hai bên gia đình đi chơi cùng với nhau, đi du lịch cùng với nhau, có nghĩa là cái mối quan hệ và chuẩn bị về để cưới mà đấy. Nhưng mà khi mà trời ơi, con chỉ khóc, và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi, bởi vì lúc đầu là cứ bảo là con sẽ không đồng ý đâu, con sẽ quyết định là con sẽ chia tay.
đấy lúc về nói chuyện với nhau á, thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà, không thể chối cãi được. Bảo anh đã làm điều gì sai với em. Đấy thì khi mà nhận thì chia sẻ, nhưng mà lúc đấy con không thể chấp nhận được cái sự không tha thứ. Dạ đúng rồi. Thực sự lúc đấy con quyết tâm lắm. Con nghĩ rằng là cuộc đời mình đối với lại anh này là sẽ dừng ở đây. Chắc chắn là không có một cái gì cứu vãn được. Và con thể sự hiện cái sự quyết tâm đấy đối với chồng con. Và điều gì đã cứu vãn cho con? Con đã làm gì? Dạ. Con cảm thấy rất là may mắn. Cái lúc đó con cảm thấy rất là may mắn. Khi bên cạnh con có những người như là bố mẹ của con, và cũng như là bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Bố mẹ bên làm vợ. Và có những người như là người sếp của con và bạn bè của con cũng đã. Khi đó thì thực sự là gần như là con được bất đồng tâm. Thực sự tại vì mình quá sai rồi. Và lúc đó cái lúc mà vợ con bảo là anh đi ra khỏi nhà đi, thì con cũng ngậm ngùi con đi thôi ạ. Tại vì mình không còn một lời nào để nói nữa. Mình sai mà. Mình sai. Nhưng mà con lúc đó con nhớ mãi một câu chuyện đến bây giờ con vẫn nhớ như in. Đó là con đi ra ngoài và con đi ra khách sạn con ở. Thì con có nhắn với bố vợ của con bây giờ đấy ạ. Con có nhắn với bố một cái dòng tin nhắn như này. Con bảo là bố ơi, đầu tiên là con bảo là con xin lỗi bố. Thì bố ơi, chắc có lẽ cuộc đời này con không còn may mắn để được làm con rể của bố nữa. Rồi con kể ra câu chuyện của con mà con thú tội với bố. Thì khi đó khoảng tầm 2 phút sau bố con không nhắn tin lại. Bố con có đọc nhưng không nhắn. Và bố con có nhắn lại một câu như này. Bố con bảo là cái chuyện mà yêu đương thì đó là việc của hai đứa. Nhưng nếu thật sự yêu thương nhau thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết. Và sau đó con cũng có gọi điện và có nhắn về cho bố đẻ của con á. Và bây giờ hiện tại thì bố đẻ của con cũng đã mất rồi ạ. Thì con nhắn tin về cho bố con trong đêm. Thì ngay là tức đêm hôm đó khoảng tầm, con nhắn về lúc khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì khoảng tầm 1 giờ sáng á, cỡ hơn 12 giờ, hơn 1 giờ sáng á, thì bố con chạy từ quê ra Hà Nội luôn. Thường thế. Và cái sáng hôm đó thì bố con có gọi con về. Thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Thì lúc đó con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Con cũng chỉ có biết cúi mặt xuống thôi. Thì không có nói gì hết. Mà khi đó vợ con đang khóc, thì bố con có xin lỗi vợ con. Và bố con có giải thích, cũng như là bố con có khuyên can. Nhưng mà lúc đó cái câu chuyện cũng nó vừa mới xảy ra thôi. Thì vợ con cũng có vâng. Và nhưng mà cái câu chuyện nó mới xảy ra thì thực sự là để mà bảo tha thứ ngay thì nó không thể. Thực sự nó không thể. Thì cái quãng thời gian đó bọn con có chia tay 1 tuần ạ. Chính xác là có khoảng chia tay 1 tuần. Thì sau đó 1 tuần sau thì con có nhắn tin cho sếp của con bây giờ á, là mời sếp vô luôn, và những người bạn khác nữa. Và những người bạn khác nữa thì có nhắn tin cho vợ con. Và đặc biệt cái lần mà quyết định bọn con có thể quay lại với nhau và con có cơ hội lại á, là do người sếp của con hiện tại bây giờ. Thì con có nhắn tin nhờ sếp. Con có bảo là chị ơi, bây giờ hai vợ chồng em chuẩn bị cưới nhau rồi, mà em cũng rất yêu vợ em. Nhưng mà cái quãng thời gian này em có gặp vấn đề như vậy, và câu chuyện của em đến với em như vậy, thì thực sự em không đành lòng. Thực sự con dùng từ không đành lòng. Tại vì yêu mà chú, yêu mà cô. Cho nên con có nhờ sếp con gọi hai vợ chồng con ra. Và sếp con có tâm sự. Và cái lần đó ngồi quán cà phê, thì vợ chồng con phải viết bản cam kết. Con viết bản cam kết với vợ con. Và cái lúc đó thì con không biết là vợ con tha thứ cho con chưa. Nhưng mà vợ con có gật đầu để cho con được phép quay lại và sửa cho sai. Cho ăn cơ hội đó. Con được phép có một cơ hội. Và đến bây giờ thực sự con phải cảm ơn cái cơ hội đấy rất là nhiều. Tại vì nó gần như nó như là một cú tát vào mặt con. Và gần như là cứ mỗi lần ra quyết định gì đấy trong cuộc đời, từ lúc đấy đến bây giờ, thì con đều nghĩ về những cái lần sai lầm đó của con. Và ngày hôm nay thực sự qua chương trình này con rất là xúc động. Và qua chương trình này thì con cũng muốn gửi tới vợ con một cái lời xin lỗi, một cái chân thành. Xin lỗi chân thành. Và một lời hứa như thế nào? Anh xin lỗi vợ rằng cái quãng thời gian đó anh đã sai lầm với vợ rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh ngồi ở đây, anh muốn xin lỗi vợ một lần nữa. Anh xui bắt tay gì? Trời ơi, cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Một chút nữa cái ra cười cái bắt đầu á, là ba mẹ bên đây nói là cô kêu ba mẹ đi các kiểu. Mình không biết cái gì xảy ra không lẹ dữ vậy. Mình cũng không biết luôn. Coi như là sau cái chuyến trên đường về á, ba của em có nói cái gì về cái cảm xúc khi mà xuống nói chuyện với gia đình bên nhà Ngân? Thì trên đường về á, thì trên xe cũng có bàn tán rồi con dâu, rồi gia đình bên đây cũng bác sĩ này kia, với bên mình cũng bác sĩ thẩm mỹ nữa, sau này về chắc là làm ăn nó phát hơn nữa. Nên là cố gắng nha, thương vợ, tại vì vợ á, là chỉ có một người cha thôi,
còn mẹ đã mất rồi đó. Nói chung ba với mẹ cùng công kích cái tâm lý của em á. Ok, vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ, sau chừng tháng rồi, chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn. Mà thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới đám tang đầu tiên. Với một cô bé khó khăn về cái giáo dục như vậy á thì là em có vượt rào cản trước không? Đối với em á thì giống như em quen bạn gái cũng là cũng thời gian khá dài, 7, 8, 9 năm. Thì đối với em á là trong cái chuyện tình cảm á là phải cho nó nghiêm túc. Đó, cho dù á là sau này ví dụ như khi mình cưới về rồi nãy giống như là ăn cơm với kẻng đó, mình có hợp hay không đó là cái chuyện đó mình chấp nhận. Mình chấp nhận cưới là mình có sai hoặc là có mà không hợp thì mình cũng phải chấp nhận. Như vậy thì chắc là đêm tân hôn vui dữ ạ. À. Hoành xác à? Không có. Đêm tân hôn cũng chủ yếu là mình nghĩ mình lấy sức khỏe thôi. Vậy là chuyện đó xảy ra là vào đêm thứ mấy sau cưới? Rồi coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, làm đám cưới rồi. Bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy mấy tuổi là cưng? À, một bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi, như vậy là tụi em lấy nhau cũng được chắc cũng 2 năm rưỡi hả? Dạ 5 năm. 5 năm? 5, 6, 7 năm. 7 năm. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Như vậy là sẵn đây á là em nói luôn đi là vợ bị bệnh ghen đó. Đúng không? Vợ em á, một cái điểm xấu đó là ghen. Rồi, coi như tiếp tục nè, ghen nè, sau đây bớt ghen nè, em yên tâm. Rồi, tiếp tục một cái gì nữa nè. Thấy vậy chứ không dữ lắm. Không dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Nước mắt mau ghê nhưng mà tai nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý hả? Không dữ. Có tác động vật lý đó. Cũng có một chuyện. Đâu em kể nghe coi, em nói những cái uất ức của em cho chị nghe coi có gì chị phụ cho. Em chở vợ đi dạo, rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn BD á, mấy bạn nữ không đó. Cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Bà hừng sao? Hừng lên vừa về tới nhà, cái đầu cái mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh rồi. Đánh em luôn hả? Đánh luôn, không nói gì. Đau không? Không, lúc đó khôn là mình đổi nón bảo hiểm. À, chứ không cũng còn khôn. Ngồi ở sau, ngồi ở sau cởi nó. Rồi lúc đó đa xử lý làm sao? Lúc đó em giải thích nó, ủa tại sao đánh?